Chào bà con nha, vừa về mẫu Hyundai nè. Hyundai Santa Fe 7 chỗ nhập khẩu 2007, màu vàng két bà con, 81 Gia Lai 05079. Form dáng của em Hyundai nè. Nước sơn bên ngoài khá là ok. Hai cụm đèn phía trước là mặt ca lăng của em nó mới tinh. Kết hợp phía dưới chúng ta sẽ có đèn gầm nha anh em nha. Dòng mặt ca lăng tản nhiệt nguyên bản của dòng Hyundai. Anh em thấy đẹp không? Bốn qua vỏ đâu đó còn được tương đối tầm 60-70% thôi. Đây anh em. Nước sơn very good cho anh em nha. Mẫu này mẫu gia đình. Dòng này hai cầu điện anh em. Bấm vô phát dẫn động bốn bánh toàn thời gian luôn. Đây là form dáng của em Hyundai Santa Fe. Phía sau chúng ta sẽ có cảm biến dê và đây là hệ thống lipo. Lipo đôi hết toàn bộ nha anh em nha. 81-05-079 form dáng em Hyundai. Đây là phần cốp khá là rộng anh em nè. Cực kỳ là ok cho anh em. Phía sau là một khoang hành lý chứa đồ cực kỳ là rộng anh em nha. 7 chỗ nè. Ghế nè, anh chị đẹp không? Phía sau tất cả các tính năng vỏ đồi theo xe hết toàn bộ. Tắp bi khá là sạch sẽ nha, hai bên. Anh em nào thích mẫu xe nhập thì lấy mẫu này đi thì tuyệt vời rồi. Dàn trần rin hết. Hệ thống keo chỉ ở trong là nguyên bản. Được cái xe liền lẹt, không cứng không lỗ, chất xưng rin còn. Máy thì chạy qua thời gian 5 tháng có canh chỉnh máy nha anh chị nha, còn số rin tuyệt đối. Chưa có dấu hiệu là làm máy, được chưa anh em? Chưa có dấu hiệu làm số chứ. Hai cụm đèn của Hyundai Santa Fe. Phía trên thì chúng ta sẽ có đèn cản đây. Đó, đèn cản thẳng phía sau. Bề gác chân tích hợp mâm cây. Đây anh em, bản này là bản full dầu của đời 2007. Hai cầu luôn anh em. Nội thất ở trong nè. Ghế rời hết toàn bộ. Dòng này người ta thiết kế là ghế rời nè anh chị nè. Đó, ghế rời hết toàn bộ nha. Chúng ta có khay học tì tay nè. Khay đựng nước nè. Đó, rất là thông minh. Phía sau tẩu sạc thuốc đầy đủ. Dàn lạnh trước, dàn lạnh sau nè. Full hết rồi. Anh em có dàn trần. Dàn trần mới như thế này. Keo chỉ là rin nguyên bản nha cô chú anh chị. Từ phần tay nắm nè anh em. Da rin hết, keo là keo rin toàn bộ 100% luôn. Tiếp tục. Đây là hệ thống báo đèn của em nó nè. Keo nè. Anh em trải nghiệm vô phần vô lăng nè. Vô lăng trợ lực nhẹ tưng. Mẫu xe nhập đi sẽ sướng anh em. Và đây là số tự động. Chúng ta sẽ có hai cấp chế độ chạy. Và đây là hai cầu nè. Đó, hai cầu nha. Anh em cùng với Trần Anh vô trải nghiệm phần hai cầu. Đây, bấm vô. Anh chị thấy trên đồng hồ không? Sẽ hiển thị clock. Clock có nghĩa là khóa bốn bánh. Khóa bốn bánh vi sai toàn thời gian. Đó là dẫn động bốn bánh anh em nha. Và một lúc bấm nữa thì anh em sẽ dẫn động cầu trước anh em chạy. Đấy. Bấm một phát là bốn bánh quay toàn thời gian luôn. Cho nên bà con đi vô rừng, vô rẫy không có sợ sình lời. Mẫu này, riêng mẫu đi tuyệt đối rồi. Đây, chúng ta có khay học để đồ nỉ ở trong nó còn nguyên bản nè. Tắp lô, tắp bi đẹp không? Khá là mướt, sạch lắm. Đó, em này lấy về chạy thì miễn bàn cãi rồi anh chị ạ. Không có chỗ nào mà chê được cái dàn nội thất nha. Dàn nội thất của em nó đẹp cực kỳ là xịn mịn trên chiếc xe. Bên đây chúng ta sẽ có túi lưng. Đây là túi lưng của em nó nè. Túi lưng nguyên bản là da hết toàn bộ nha anh em nha. Đó, SUV. Mẫu này là mẫu SUV gầm cao. Máy thoáng tuyệt đối cho anh em luôn. Mút lóc đầy đủ các tính năng. Hệ thống mở cúp xăng bằng điện. Tất cả các tính năng đang hoạt động. Đây anh em nè. Chữ nè, anh em thấy chưa? Mở nó cabo lên. Hai chấm hai em này chạy đâu đó rơi lên quanh số tự động nằm cho anh chị 7 lít dầu thôi. Dòng này nó sẽ có turbo tăng áp anh chị nha. Đây là turbo tăng áp nguyên bản của dòng Hyundai Santa Fe. Đây là form mới rồi nha anh em. Đây là máy dầu nè. Ở turbo tăng áp, máy móc chạy qua thời gian. Có canh chỉnh. Có canh chỉnh, máy dầu bắt buộc phải có canh chỉnh rồi. Số rin chưa làm. Cục máy nổ khá là êm. Phấn son 7 màu của em nó còn nguyên bản như thế này. Anh chị nè. Hai bên kèo cột là không có dấu hiệu đâm pha móc méo ở trên chiếc xe nhá. Liền lắm. Đi đôi là hệ thống đèn rin. Và xương đầu của em nó nè. Xương đầu của em nó hầu như là không có dấu hiệu đâm pha móc méo hoặc là cứng đục ở trên chiếc xe nha anh em. Anh em thấy sạch sẽ gọn gàng không? Quá đẹp mẫu rồi luôn. Turbo tăng áp rồi đi sướng cực kỳ. Cái ô này anh chị biết để làm gì không? Cái ô này lấy gió nè. Cái ô này lấy gió từ ngoài đi thẳng vào trong xuống đây làm mát. Làm mát két nước turbo cho anh em nè. Đây nè, két nước turbo anh em. Turbo tăng áp hết nhá.
xe chất lượng. Anh em nào thích chơi máy dầu thì alo cho em. Trên đây hai cái tay nhúng thi lực này. Mở nắp capo anh chị không phải là chống cây nữa nha. Keo chị với nắp capo là nguyên bản hết. Nguyên bản nguyên rim nha bà con. Không một ngày giờ độ chế. Đây anh em nè, đó được không? Xe chuẩn nha. Form dáng chạy chung. Đó chị, form dáng em Hyundai Santa Fe hàng nhập khẩu chạy chung không? Cực kỳ là chạy chung. Mà được cái 7 chỗ thì em này nó siêu rộng. Anh em đi về tiết kiệm dầu, tiết kiệm nhiên liệu tuyệt đối cho anh em. 4 tháng đĩa, mâm là mâm cây nguyên bản của dòng Hyundai. Anh em ạ, à, anh em trải nghiệm tiếp tục phần gầm cùng với Trường Anh. Very good chưa? Xe rất là chất anh em nha. Đây là phần gầm mà anh em. Đó, anh em trải nghiệm phần gầm. Gầm bệ là không có một dấu tích là mục mọt. Em sử dụng toàn bộ hệ thống mâm la giăng R18 anh em nha. Anh em thấy gầm đẹp không? Đó, gầm sáng trưng. Gầm của em đó rồi. Em này hai cầu điện nha anh em. Hai cầu điện hết toàn bộ cho anh em nha. Anh em thấy không? Khóa vi sai bằng hai cầu điện hết toàn bộ. Gầm đẹp như thế này. Sạch sẽ chưa? Đó, gầm bao phê luôn. Anh em lấy mẫu để về chạy thôi. Anh em nào quan tâm về mẫu Hyundai Santa Fe Gold 2007 nhập hàng thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Trần Anh khép lại chương trình tại nơi này nha. Đây anh em. Đó, quay thêm một lần phần nội thất để cho anh em cùng trải nghiệm. Xe đẹp tuyệt vời anh em. Xe này nói chung là không có điểm chê rồi anh em ạ. À, anh em thấy cọp không? Quá đẹp. Cánh sau cũng vậy. Này lóc rồi. Trần Anh khép lại chương trình tại nơi này thôi.